tử thiền vương trung thiền lộc bát bộ pháp thần vương nhất thiết thiện thần đồng thùy giang đệ tử hiệp tăng gia hiếu quyến trưởng nam võ văn úc mơ thiếu nữ võ thị thôn nghĩa tế đặng quang sơn nội tôn võ văn ca ngoại tôn nguyễn quang sơn nguyễn quang cà sơn hiệp tam môn hiếu quyến đặng cung đối trước phật tổng vốn phụng vu lan tôn kinh cặp niệm phật công đức đòi hướng phục vì hướng linh cụ bà nguyễn thị chí thọ tam nguyên ngũ giới pháp danh thiên thị chí ngưỡng trên chư phật chư đại bồ tát chư hiền thánh tăng thiền từ phóng quang tiếp độ hướng linh cụ bà siêu sanh tịnh độ nhất thành thượng đàm vạn tội văn tiêu nguyện hương linh đất độ cao siêu kỳ tạng gia hiếu quyến hàm kim lợi lạc nguyện đặng chư linh cụ quyền tất tổ nội ngoại lịch đại tôn thân các chiến sĩ trận giống đồng bào tử nam liệt vị chư thiên linh lai thính pháp văn kinh tốc xã mê đồ siêu sanh tịnh độ nhất thành thượng đạt vạn tội văn tiêu nguyện hương linh cụ bà đặc độ cao hơn siêu kỳ tạng gia hiếu quyến hàm kim lợi lạc phổ nguyện âm siêu dương thối hải yến hà thành pháp giới chúng sanh tình dữ vô giai cộng thành phật đạo nam mô a di đà phật tờ quy phật đưa nguyện mong hồn mê gãy giải đời đau pháp vô thượng tâm tờ quy pháp đương nguyện mong hồn thâm nhập kinh tạng trí huệ này tờ quy tâm đương nguyện mong hồn thâm lý đại chúng mê nhất thiết vô hạn tiểu diệu trần thế giới quái lạc bảo liên đời chúng thế tôn tiền như lai thanh thọ ký hồi nghệ vốn ngồn chúng minh tan chủ kiện thiền lãnh lễ thế tôn thành tất tứ bái bốn lại hả Thank you.